Biểu tình ở Kazakhstan, hơn 200 người bị bắt, gần 100 cảnh sát bị thương. Theo Bộ Nội vụ Kazakhstan, có hơn 200 người đã bị bắt giữ, gần 100 sĩ quan cảnh sát bị thương và ít nhất 8 người thiệt mạng. Trong các cuộc biểu tình nổ ra ở một số khu vực nhằm phản đối sự tăng vọt của giá nhiên liệu tại nước này. Các cuộc điều tra đã được tiến hành đối với 13 trường hợp bạo lực nhắm vào các cơ quan và các tòa nhà chính phủ. Hơn 200 người đã bị giam giữ vì vi phạm trật tự công cộng. Bộ Nội vụ Kazakhstan cho biết trong một tuyên bố, tức giận vì giá nhiên liệu tăng, các cuộc biểu tình đã liên tục nổ ra tại quốc gia này kể từ khi bước sang năm 2022, yêu cầu chính phủ kiềm chế giá xăng vốn đã tăng gấp hai lần trong nước. Những người biểu tình đã xông vào các tòa nhà chính phủ và hô to những khẩu hiệu chống tổng thống Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev. Ông Tokayev đã phải kêu gọi tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể CSTO do Nga đứng đầu giúp đỡ vào hôm 5 tháng 1, sau khi không thể dập tắt các cuộc biểu tình kéo dài nhiều ngày, khiến nhiều tòa nhà trụ sở cơ quan nhà nước bị đốt cháy. Tại thành phố Almaty, các cuộc bạo loạn nhanh chóng biến thành những cuộc đụng độ giữa nhóm người biểu tình và lực lượng cảnh sát vào đêm ngày 5 tháng 1. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi ga và lựu đạn gây choáng để kiểm soát dòng người biểu tình. Bộ Nội vụ Kazakhstan cho hay những vụ biểu tình bạo lực đã khiến 95 sĩ quan cảnh sát bị thương và 37 xe cảnh sát bị hư hỏng nặng. Tổng thống Tokayev đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào ngày 5 tháng 1. Đặc biệt là ở Almaty và Mangystau, áp đặt lệnh giới nghiêm từ 11 giờ đêm đến 7 giờ sáng theo giờ địa phương, cấm bán vũ khí, rượu và đạn dược, cũng như hủy bỏ các sự kiện lớn tập trung đông người. Bên cạnh đó, việc ra vào thành phố Almaty cũng bị hạn chế và chỉ có thể di chuyển trong một số khu vực nhất định. Tình trạng khẩn cấp này trước mắt sẽ kéo dài đến ngày 19 tháng 1. Cùng ngày, phát ngôn viên nhà trắng Jens Paky đã phủ nhận việc chính phủ Mỹ đứng sau các cuộc biểu tình bạo lực làm dung chuyển Kazakhstan trong tuần này, cho rằng nhiều công dân Nga giấu tên đã cáo buộc sai sự thật về việc Washington gây ra vụ hỗn loạn. Nhà Trắng vẫn đang theo dõi các cuộc biểu tình ở Kazakhstan và kêu gọi các bên bình tĩnh, để những người biểu tình có thể lên tiếng một cách hòa bình và các nhà chức trách có thể kiểm soát tình hình, bà Skagi nói với phóng viên hôm 5 tháng 1. Có một số tuyên bố điên rồ từ phía Nga cho rằng Mỹ đứng sau vụ việc này. Vì vậy hãy để tôi nói rõ ràng điều đó hoàn toàn sai sự thật và rõ ràng là một phần của kế hoạch đưa thông tin sai lệch của Nga, bà Psaki tuyên bố. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình các cuộc biểu tình ở Kazakhstan và kêu gọi một giải pháp hòa bình. Điện Kremlin đồng thời cảnh báo sự can thiệp của các nước ngoài vào cuộc xung đột và khẳng định Kazakhstan có thể tự giải quyết các vấn đề của mình. Cả hai tuyên bố đều không đề cập đến Mỹ.